Ra đây mẹ nói đi nghe nè. Dạ. Dạ. Con đang làm gì vậy? Con chơi. Con chơi. Cái này là Barbie. Một chút nữa đó, mẹ có một người bạn mẹ muốn giới thiệu với con. Dạ. Mẹ ơi, bạn trai vậy mẹ. Bạn trai. À, mẹ có boyfriend hả? Đúng rồi. Con có muốn gặp chú không? Dạ. Một chút nữa mẹ giới thiệu chú với con á. Con phải dạy chú đàng hoàng nha không? Dạ mẹ. Con gái giỏi quá. Bây giờ con ngồi đây con chơi. Mẹ ra ngoài mẹ đón chú nha. Dạ. Qua em. Đợi anh lâu chưa? Chút xíu à. Anh có đi shopping đó. Anh mua quà tặng em. Còn cái này á là cho con gái. Wow. Chắc nó thích lắm á. Ý quên nữa, anh cầm cái này anh tặng cho con đi, cho nó vui. Ok. Chị Linh. Dạ, chào chú. Ngoan quá con gái ơi. Giống mẹ quá trời luôn đó. Nè, chú có mua quà tặng con. Nè. Đẹp quá à. Con có nói gì với chú không? Cảm ơn chú. Giỏi quá con gái ơi. Bây giờ con vô phòng chơi, mẹ nói chuyện với chú chút được không? Dạ mẹ. Con có thích quà của chú không? Dạ. Con gái dễ thương quá em ơi. Anh ngồi chơi ha. Em lấy nước cho anh uống nha. Thôi khỏi em ơi, ngồi xuống đây luôn đi. Trời ơi, ai mà để cho đàn bà phụ nữ phục vụ cho đàn ông, đàn ông phục vụ cho phụ nữ, có đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Nè, thấy con nó cũng thích thích anh rồi đó. Thôi để mình từ từ mình thuyết phục nó. Em nghĩ chắc nói chuyện từ từ thì con nó cũng ok thôi. Con gái em nó hiểu chuyện lắm. Nhưng mà mai mốt mình dọn về nhà anh hay là ở nhà em? Anh dọn qua đây ở chung với em. Dù gì á, ở đây cũng là nhà của nó. Đúng rồi. Nó dễ quen thuộc với anh hơn. Em chứ cũng nghĩ vậy. Gì vậy con? Con gái. Chào mẹ lấy chút ăn. Trời ơi giỏi quá đi. Mẹ đẹp mà con ngoan nữa. Là còn gì bằng nữa. Thôi mình ăn bánh nha. Ok. Giờ để chú ăn thử nha. Còn có ngon không nha? Ngon quá. Con muốn ăn không? Đây. Đây. Nè, chú đút cho con ăn nha. Giỏi quá. Ngon con. Nè, còn cái này nè. Nè. Cái này cho mẹ nha. Nè. Ngon quá ha. Giỏi quá à, mua bánh ngon quá vậy. Nè, con tự ăn đi. Rồi, ăn nha. Vô. Yeah. Giờ này mà còn làm việc nữa. Nè, sữa nóng của em. Sữa nóng con gái. Uống đi con. Uống đi. Thank you. Con à, uống sữa xong á, rồi đi ngủ nha. Dễ thương quá trời luôn á. Em làm việc xong á, cũng phải ngủ nha. Em biết ngủ rồi. Sớm. Thanh vô phòng nha.
Ngủ xong chưa con? Dạ. À, Thay đi ngủ sớm đi nha. Mẹ, con muốn nói mẹ cái chuyện này. Chuyện gì vậy con? Không có chuyện gì, con ngủ nha mẹ. Linh ơi, Linh. Lấy chú giùm chú ly nước đây. Trời ơi, lâu quá vậy con. Tránh. Để coffee. Đi vô phòng đi. Nè. Lên. Đi vô ngủ sớm nha. Đừng có la lối âm sầm để cho chú coi phim nhau. Lên ơi. Lên ơi. Lên đây biểu nè. Nè con cầm con dẹp vô cái tủ đó, con lấy cái bịch chip cho chú. Trời ơi, ai ăn chip này? Đưa cái chip khác đi, cái chip này nhỏ đó. Gì vậy? Muốn cho tôi chết hả? Ăn cái này mập cho tôi chết hay sao vậy? Ăn cái này hai cholesterol lắm nhau. Thôi được rồi, thôi được rồi. Mệt rồi quá. Mùa hè gì đó là không đi học rồi ở nhà cứ vòng nhức cái đầu quá. Thôi đi vô phòng đi. Trời ơi, nói đụng chút xíu rồi khóc. Linh, hồi nãy chú nói con á là máy giặt xong là phải lấy đồ ra để xếp, xuống xếp hết đống đồ gì giùm chú. Trời đất ơi, ở nhà ở không à, không có làm cái gì hết á. Chán quá đi. Tấn đường ơi, kêu làm một chút xíu mà cái mặt trầm dầm vậy mà mẹ mày nó ngoan. Không có chuyện gì, con ngủ nha mẹ. Cảm ơn má dậy. Con đang làm gì vậy? Con xếp cho chú. Chú bắt con làm hả? Dạ. Sao anh còn chưa đi nữa? Đồ của anh em để sẵn ở ngoài hết rồi. Em à, anh định nói với em là... Em nghĩ là giữa em với anh không có gì để nói nữa. Bởi vì em thấy anh không có thích hợp cho cuộc sống gia đình. Anh có thể sửa đổi em. Em hiểu mà.
Anh mong là em suy nghĩ lại. Lên. Anh kêu con em làm gì? Anh muốn tạm biệt. Thôi được rồi, em thấy không cần thiết đâu. Để cho nó yên. Lại xin lỗi mẹ. Bởi vì thấy con muốn mẹ đánh mất hạnh phúc của mẹ. Con có biết không, hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy con hạnh phúc